vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một chương trình rất là thân thuộc với quý vị khán giả. Đây là một cầu nối để những người đang còn chưa tìm được một nửa của mình gặp nhau. Thưa quý vị, chính nơi đây rất nhiều cặp đôi đã ngồi ghế nóng này và đã nhấn nút, và ngày hôm nay họ đã có con rồi quý vị. Chúng tôi rất hạnh phúc khi thực hiện được điều đó và mong rằng ngày hôm nay hai cặp đôi cũng sẽ đồng ý bấm nút. Chúng ta bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Mỗi trái tim, mỗi giọt dừa, mắt hai mí. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Dẻo miệng quá ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, coi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin kính chào quý khán giả. Em chào chị Quyền Linh và anh Khách. Dạ em xin lỗi, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Không sao, chị Quyền Linh chào em và chào anh Cát Tường. Dạ, em tên là Thanh Phương. Hiện tại là em đang làm kế toán công nợ tại một công ty bán vé máy bay ở Sài Gòn. Em sinh ra ở tại Bình Dương. Em chuyển lên Sài Gòn được mười mấy năm rồi. À, hiện giờ là mình ở nhà ở đây luôn rồi. Dạ, dạ. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng bạn kế bên kia và quý vị khán giả có mặt tại trường quay này. Lời chúc sức khỏe. Em tên là Hồ Tính Thành, năm nay em 31 tuổi anh. Làm nghề gì? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng anh, bên kiểm soát nội bộ anh. Rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? À, đến thời điểm này thì được hai mối tình. Được. Thời điểm này thôi đó hả? Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Được một năm. Dạ. Rồi, cũng chưa có dài lắm đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Em có trải qua 4 mối tình. Hai mối tình có thể là gọi cốt ghi tâm. Thì mối tình gần nhất là mới chia tay được 2 năm. Là khắc cốt đó hả? Dạ, khắc cốt đó. Khắc cốt mà sao bô nó đi vậy? Dạ, tại vì anh ấy không trung thủy. À, không có ghi tâm, khắc cốt. Có nghĩa mình khắc mà anh không có khắc. Dạ, đúng rồi. À, các bạn thì cũng đã trải qua nhiều mối tình, một người 2, một người 4 rồi. Cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Quan trọng là ta rút kinh nghiệm sau những cái mối tình đổ vỡ đó để chúng ta hoàn thiện hơn mối tình ngày hôm nay nha. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là thứ nhất là nấu ăn rất là giỏi. Có nhiều các món nướng, món xào, các món lẩu. Nói gì đó hả? Tại vì đa năng mà anh. Với hai nữa, đặc biệt là có khiếu với người già nít. Thay tạ cho bé cần còn giữ nít. Rất là giỏi. Giữ nít giỏi, dạ. Thay tạ giỏi. Không biết hút thuốc. Quá tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của thêm thì nói nhiều. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Nhưng mà bạn như thế này được rồi, rất man được rồi. Tôi đâu xấu quắc đây, tôi còn chỉ cần men là chăm sóc bạn gái tốt, yêu thương chiều chuộng là phụ nữ được rồi, như vậy là đúng. Chịu rồi. Rồi mời bạn nữ, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Gia đình của em thuộc người Bắc cho nên là em có thể nấu ăn được, quét dọn nhà cửa là chuyện bình thường. Rồi. Dạ, nhược điểm của em là hay nóng tính. Dạ, bên nó nhiều, bên nóng tính cũng mệt. Dạ, nóng nhưng mà em không có giận lâu. Em ví dụ những chuyện gì không quan trọng thì em không bao giờ giận lâu được. Mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, cao 1m7, biết quan tâm chăm sóc cho em, biết nấu ăn càng tốt. Biết nấu ăn rồi đó. Dạ, thì đẹp trai là mỗi trái tim, mỗi giọt dừa, mắt hai mí. Thích vậy luôn á hả? Dạ, em thích rõ ràng vậy luôn á chị. Ba mắt mũi miệng cái nào cũng đẹp nhưng mà gộp lại nguyên gương mặt không đẹp được không? Cái đó xem xét lại được chị. Nhưng bây giờ người ta không được đẹp lắm nhưng mà người ta chăm sóc em tốt, yêu thương em hết lòng, công việc ổn định thì em có cho người ta cơ hội không? Dạ có, nếu như vậy thì em có. Tại vì những mối tình của em thì không có hay chăm sóc quan tâm em như này nè. Đó, dạ. Mình cần cái đó không? Dạ. Quan trọng là tính cách thôi. Đó. Đúng không em trai? Đúng rồi anh. Mẫu người bạn gái mà bạn cần tìm là như thế nào? Nói chung là cái tiêu chí của em là bạn nữ thì cao 1m50 trở lên. Biết chịu khó công việc, biết quan tâm lo lắng gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người mình thương. Cũng đơn giản ha. Dạ. Em không thích phụ nữ ở chỗ nào? Cảm giác là phụ nữ đừng có ở dơ quá. Ở dơ, phụ nữ làm dữ dơ. Kiểu mà phụ nữ mà làm công việc mình về, sau đó họ cứ quăng đồ đạc tùm lum hết, họ không biết bê bối. Bê bối chứ phải ở dơ. Bê bộn bê bối thôi chứ ở dơ là 2-3 ngày tao không tắm tao đi làm vậy y nguyên vậy thì mới ở dơ. Dạ. À, bạn gái mình có cái điểm gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, nhậu cũng được nhưng mà đừng có lầy. Rồi không hút thuốc, không gia trưởng, không nên quá nghe lời mẹ.
nghe lời mẹ quá nhiều khi lời mẹ nhiều hả? Khi nghe lời mẹ nhiều quá mà không nghe lời vợ cũng trời bây ơi. Giờ lời ai đúng phải nghe chứ giờ dạ, đúng mà đúng thì rồi, phải dạ. Nghe thôi dạ. Hello chị Cát Tường, chào em. Ông ai nhìn chị dễ thương quá à. Cảm ơn em. Em có nghe lời mẹ không? Có chứ chị, cha mẹ mình lúc nào cũng có nghĩ đến vấn đề đó. Còn cái đó là gia trưởng thì em không có rồi đó. Đúng rồi, em có nghe lời vợ không? Vợ thì tất nhiên phải nghe rồi, mình phải tôn trọng vợ chứ chị. Ví dụ bây giờ sự việc đó em thấy là có vẻ vợ em hợp lý hơn thì em có dám đứng ra để mà khuyên mẹ là nên cho con chiều theo ý vợ con? Sẽ dùng hoàn cảnh chị. Bạn trai nói đúng đó, coi hoàn cảnh thế nào lúc đó sao. Mẹ đang nóng quá thì cũng phải lãng lãng bỏ đi chứ. Đợi hoàn cảnh nào thích hợp mình giải thích, đúng mình thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái mà muốn có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tự giống chị Cát Tường càng tốt. Trời. Đặc biệt là lúng ra đồng tiền, thích nhất là điều đó. Dẻo miệng quá ha. Bạn cao mét mấy? Em mét 65 hả chị? Bên đây muốn mét 7. Chết rồi, hết đủ tiêu chí. Mang dài 5 phân. Hết đủ tiêu chí chị ơi. Thôi được mà, có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người phụ nữ không? Đừng nói nhiều quá, tại em còn hơi nói nhiều. Em nói nhiều vậy em cho người ta nói à, dạ. Có người nói là phải nghe chữ. Coi như là em nói người ta phải nghe à, phải, ý là hạn chế hai bên tương đẳng nhau là được rồi à. Ví dụ người phụ nữ hiện đại nhuộm tóc giống như chị vậy nè à, hay là xăm mình rồi thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi mày đi xăm đây cho nó khỏe. Thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi, còn khuyến khích con cái nữa. Thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tố kỵ chuyện đó. Vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển à, giờ vừa xưa vậy, truyền thống vậy. Không hiểu à, tức là mình không có quan trọng vấn đề xăm hình. Ừ, sao cũng được, miễn người tốt là được rồi đúng không? Đúng rồi chị. Rồi đó là như vậy. Để anh qua coi đàn gái thế nào mà Cát Tường ở đây hỏi đàn trai dữ vậy. Trời ơi, thì xăm có nguyên con đại bàng có nhiều. Dạ em chào anh. Ừ. Anh bên kia thì không có đủ thước tất mà em thước 7. Dạ. Em có hụt hẳn không? Dạ hơi chút xíu. Hơi xíu. Người đây có vẻ cào to. Cào đấy. Ảnh thì nói có hình xăm không sao chứ. Dạ. Em có xăm không? Dạ có anh. Đâu? Dạ đây. À. Chữ mồm. Chữ mồm là mẹ. Dạ. Rất được, nhưng mà lý do tại sao em không thích ảnh nghe lời mẹ? Dạ không, nghe lời mẹ những điều đúng. Còn những điều ví dụ như là nhiều khi có bất đồng ý kiến hay gì, nếu như mà em đưa ra ý kiến cảm thấy đúng thì ảnh cũng nên nghe. Nhưng mà nghe nhưng mà phụ từ hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, từ hoàn cảnh. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái văn hóa truyền thống người dạ. Việt rồi. Em không thể nào mà cãi lời cho người lớn. Đúng rồi dạ. Có đôi khi thôi kệ lúc này nhường chút xíu đi dạ, cái qua rồi. Thời điểm đó dạ. Bắt đầu mình từ từ thuyết phục dạ. Mẹ lắng nghe được dạ. Á dạ. Cha mẹ em thương con hết thôi. Chỉ dạ. Muốn con tốt đúng thôi. Đúng rồi dạ. Anh thấy dạ. Anh được kia chững chạc nói năng cũng cũng biết cách. Cũng hợp lý ha. Rồi thôi hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi. Bây giờ hỏi cái người thân đã. Được. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả đang xem đài. Chị thấy bạn trai bên này á thì về ngoại hình á thì nhìn cũng được. Được sao chữ được yếu quá chị. Hơi nhỏ. Những nét trên gương mặt á thì tương đối thôi. Chị thấy là bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà hồi nãy không biết là bạn trai không có thấy giới thiệu là quê gốc, quê quán ở đâu. Rồi nhà cửa như thế nào, ở đâu dạ. À, em ở Đồng Nai chị. Quê gốc ở đâu ạ? À? Gốc ở Đồng Nai luôn chị. Ở Đồng Nai luôn. Dạ, hiện tại em đang làm ở Bình Thạnh chị. À, em thuê nhà ở quận Bình Tân đó chị. Năm 97 ở đến giờ. Vậy là có nhà ở Bình Thạnh. Thuê nhà chị. Nếu như mà được thì em cứ cho hai người có cơ hội để tìm hiểu. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh đồng nghiệp em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Bạn gái bên này cũng được. Ừ. Anh thấy cũng hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nhé. Nào, kéo màn lên. Xem cảm xúc của mình như thế nào nha. Dạ. Anh xin gửi bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Ôi ôi. Cảm ơn sự cảm ơn. Thấy anh sao? Người nhỏ dạ, con. Dạ, hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Dạ, anh công việc cụ thể của anh là gì vậy? Công việc của anh là kiểm soát nội bộ, tức là kiểm soát những con số đó em. Thí dụ công ty là hôm nay là công ty có công trình là 10 tỷ. Dạ. Anh phải kiểm tra số liệu 10 tỷ đó nó đi đâu, kiểm tra nó như thế nào. Và trong thời gian đó mình cũng kiểm soát con người nữa. Dạ. Về tác phong nhân viên làm việc. Vậy lương tháng của anh ổn định phải không anh?
Đúng rồi, lương phòng phòng thì ok. Dạ, anh làm công việc này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm nếu mà giờ cống hiến thì cũng được gần 6 năm rồi. 6 năm, anh nói anh thuê nhà ở Bình Tân. Đúng rồi, thuê nhà đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà thiếu có nghĩa là anh làm ở Bình Thạnh là ở đâu rồi? Ngay dưới chân cầu Sài Gòn nè, Ung Văn Khiêm á. Em cũng ở Bình Thạnh. Ở khúc nào? À, khúc gần bến xe miền Đông anh. À, chỗ anh qua chưa được 15 phút à. Bạn trai có hướng lập nghiệp như thế nào không? Em thì nếu mà lấy vợ thì chắc em chuyển qua kinh doanh buôn bán á chị. Ý em nói bạn gái để bạn gái có thể là cảm nhận được cái trong tương lai đó mình vững vàng như thế nào thôi. Bởi vì đến bây giờ mình vẫn còn ở phòng trọ thì cứ lo lắng điều đó, đúng không em gái? Dạ. Em có dự định sắp tới khoảng bao lâu nữa thì em có thể mua được một mảnh đất hay gì đó không? Ở thành phố thì em chưa chắc, các tỉnh lân cận thì Bình Dương thì mua được. Dạ, nhà anh có bao nhiêu người vậy? Nhà anh có 6 anh em lận. Anh thứ mấy anh? Anh là người thứ 3. Em thấy người đối diện thế nào, cảm xúc bây giờ em ra sao, em có thích hay không? À, xinh, đáng yêu, nói chuyện dễ nghe nữa. Anh có ghét con gái xăm mình không? Không, càng khoái này, nói chung là càng khoái. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhòa đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay anh đến đây thì chắc chắn anh sẽ dành hết cho em. Đúng rồi, hết thời gian. Hiện tại cảm xúc của mình như thế nào và quyết định, suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Một chàng trai cũng rất bản lĩnh trong giao tiếp, cũng nhanh nhạy, cũng có thể làm chỗ dựa cho bà xã tương lai rồi. Nắm tay nhau đi hai em. Xin phép nha chị. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc. Đây là những cái vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Cảm ơn chị. Rồi, hãy đưa cô ấy xem phim và tìm hiểu nha.